Chào mừng các bạn quay trở lại với Blue Moon Tarot. Mình là Yên Du và đây là nơi mình sử dụng những bộ bài Tarot để tạo ra những trải bài chung cho mọi người với hy vọng là sẽ mang lại một thông điệp hữu ích nào đó cho hành trình hiện tại của các bạn. Và chủ đề trải bài ngày hôm nay theo như mình chọn trên page của Blue Moon Tarot thì sẽ về những dấu hiệu mà thiên thần hướng dẫn hoặc là đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn thường sử dụng để kết nối với các bạn. Và mình cũng sẽ tìm hiểu xem là tại sao các bạn thấy những dấu hiệu đó có ý nghĩa gì, những thông điệp mà thiên thần hướng dẫn của các bạn thường muốn truyền đạt khi mà các bạn thấy hoặc là nghe hoặc là nhận ra những dấu hiệu đó là gì và nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống của các bạn. Thì mục đích của trải bài này thì là mình hy vọng các bạn có thể chú ý hơn đến những cái ký hiệu, những cái dấu hiệu xung quanh chúng ta. Những dấu hiệu có thể đến dưới rất nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là bạn thường xuyên thấy hoặc là nghe một cái đoạn âm thanh, một cái hình ảnh nào đó lặp đi lặp lại. Một số bạn thì sẽ thường xuyên mơ cái giấc mơ nào đó, hay là bạn có một cái khả năng nào đó mà nó sẽ phát huy vào cái thời điểm đặc biệt nào đó, thì đó là thậm chí là cả những con số nữa. Các bạn hay hỏi về những con số, thì những con số mà các bạn thấy lặp đi lặp lại hoặc là nó lặp lại theo một cái chuỗi thứ tự nào đó, thì tất cả những cái đó đều có thể là những dấu hiệu mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn sử dụng để mà tương tác với các bạn. Thì mình hy vọng là qua trải bài này các bạn sẽ chú ý hơn đến những thông điệp đó và hiểu là tại sao các bạn thấy những cái dấu hiệu như vậy. Và để biết dấu hiệu của các bạn, của thiên thần hướng dẫn các bạn sử dụng để các bạn là gì, thì các bạn có thể chọn một trong bốn tụ bài ở đây. Hiện tại thì mình đang để tụ bài trơn ha, cho những bạn nào thích chọn tụ bài trơn. Một chút nữa mình sẽ thêm đá vào từng tụ bài cho những bạn nào thích chọn đá, thì tùy vào các bạn thích chọn cái gì ha. Đây là tụ số 1, đây là tụ số 2, tụ số 3 và tụ số 4. Những bạn nào chọn tụ bài trơn thì các bạn có thể dừng video ở đây để các bạn chọn tụ bài ha. Bây giờ mình sẽ thêm đá nha. Đây là viên đá của tụ bài số 1. Đây là viên đá của tụ bài số 2. Viên đá của tụ bài số 3. Và cuối cùng là viên đá của tụ bài số 4. Các bạn có thể lựa chọn tụ bài dựa vào hình dáng, màu sắc của từng viên đá và hãy cứ thoải mái khi chọn tụ bài nha. Các bạn không cần phải quá câu nệ hay là quá căng thẳng khi chọn tụ bài, và các bạn cũng có thể chọn nhiều hơn một tụ bài cho chủ đề này nha. Mình nhắc lại nha, tụ 1, tụ 2, tụ 3 và tụ 4. Sau khi các bạn chọn xong tụ bài, các bạn có thể xem ở phần mô tả hoặc là dưới phần comment, mình sẽ có để các mốc thời gian của từng tụ bài. Các bạn có thể click nhanh vào đó để kéo đến tụ bài mà các bạn đã chọn. Tên của những bộ bài mình sử dụng trong video ngày hôm nay sẽ được liệt kê ở cuối video cũng như liệt kê trong phần mô tả video nha. Và hiện tại mình không nhận đọc bài cá nhân, cho nên là các bạn không cần liên hệ với mình về vấn đề đó, mình đang tập trung làm trải bài riêng. Ok, mình hy vọng là các bạn sẽ đón nhận thông điệp ngày hôm nay một cách cởi mở và có chọn lọc nha. Những bạn nào chưa chọn xong thì có thể dừng video lại, còn bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc từ tụ bài số 1 nha. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 1. Đây là những thông điệp đến từ trải bài của các bạn. Mình sẽ đọc những lá bài trước ha, sau đó mình sẽ diễn giải ý nghĩa của nó sau nha. Đầu tiên các bạn có The Dreamer, Ace of Embers, Tarot các bạn có Six of Fire, Page of Earth, và cuối cùng là các bạn có Wanderer. Ok, bốn lá bài này sẽ cho mình biết về cái dạng dấu hiệu, ký hiệu mà các bạn nhận được, và lá bài này sẽ cho mình biết là tại sao hay là cái hình thức giao tiếp này nó có ý nghĩa như thế nào trong hành trình cá nhân của các bạn. Thì đầu tiên á, với lá The Dreamers ở đây á, thì mình có thể cảm nhận được là
bạn hay mơ và các bạn hay nhận được những thông điệp thông qua giấc mơ của mình. Những giấc mơ của các bạn không phải khi không mà các bạn mơ thấy đâu các bạn, đó là những giấc mơ có ý nghĩa. Và mình cảm thấy là rất thường xuyên những cái giấc mơ đó nó mang cái định hướng là tiên tri nha. Các bạn có một cái khả năng tiên tri, các bạn có khả năng nhìn thấy trước một cái sự việc nào đó thông qua giấc mơ. Hoặc là nếu những bạn nào mà ít khi mơ, ví dụ giống như mình là cái kiểu là cực kỳ ít mơ và gần như từ đó giờ không bao giờ mình mơ gì hết á, thì nếu mà bạn thuộc vào cái tuýp người này á thì bạn có thể đón nhận những cái thông điệp thông qua những cái tiếng nói, tức là thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe một cái tiếng nói nào đó trong tâm trí mình cho các bạn biết là các bạn đang cho bạn biết cái thông tin nào đó mà các bạn sẽ không hiểu là tại sao mình lại biết cái thông tin đó. Ví dụ như là tự nhiên các bạn nghe đâu đó trong đầu mình, hay là các bạn cảm giác cũng vậy, hay là cảm giác là các bạn mơ thấy là ngày mai trời sẽ mưa rất to, ngày mai cái con đường đó sẽ rất là kẹt xe nên là bạn cần phải chuyển sang đi cái hướng khác, thì tự nhiên bạn biết cái thông tin đó. Và bạn không hiểu tại sao mình biết hết, giống như là bạn mơ thấy hay là bạn nghe thấy là tự nhiên bạn thấy, giống như là có một cái thông tin đâu đó nó tự động nó được download vào trong đầu của bạn, và bạn chỉ đơn giản là bạn biết cái đó, hoặc là bạn sẽ biết là ngày mai người này, thậm chí một số bạn có thể biết trước là ngày mai người này gặp tai nạn hay là ngày mai mình sẽ như thế nào. Nói chung đại khái là biết trước một vài cái dữ kiện nào đó chưa xảy ra trong hiện tại và nó sẽ xảy ra trong tương lai khá là gần. Ace of Embers, đây là tương đương với Page of Fire. Bạn có năng lượng của lửa ở đây khá là nhiều. Một đặc điểm của những bạn chọn tụ bài số 1 là các bạn khá là nhiệt tình. Các bạn có cái sự say mê khám phá, các bạn muốn đi đây đi đó, các bạn muốn kết nối mọi thứ, các bạn muốn là người lãnh đạo, hoặc là đó là cái lý do mà các bạn nhận được những cái thông điệp mà mang tính tiên tri. Tại vì mình cảm thấy là các bạn được định, hay là ở định mệnh thôi, các bạn á là người dẫn đầu, là người khai phá, là người khám phá cái vùng đất mới với lá Wanderers ở đây, đi khai thác một cái gì đó mới mẻ. Ví dụ như nếu mà trong một nhóm bạn á, thì bạn có thể là người xung phong thực hiện một cái hành động mới nào đó, hay là thử một cái trải nghiệm lạ nào đó. Trong công việc cũng vậy, các bạn có thể là người mà cho dù bạn có muốn hay không đi nữa thì bạn thường xuyên là người được giao cho nhiệm vụ gánh vác một cái trách nhiệm nào đó mới, hay là một cái kế hoạch gì đó mà từ trước đến giờ chưa có ai từng thực hiện, chưa có ai đi trước, và bạn phải là người tiên phong. Thật ra sâu trong thâm tâm á, bạn thích điều đó. Mình không biết là hiện tại các bạn có thích không, tại vì ở đây mình đang nhận được hai luồng thông tin. Đó là một số bạn rất là ghét cái khả năng này của bản thân mình, một số bạn rất là ghét cái việc là mình biết trước, rất là ghét cái việc là mình mơ thấy rất là nhiều thứ hỗn loạn trong đầu, hay là nghe những cái tiếng nói hỗn tạp trong đầu. Thậm chí một số bạn rất là ghét cái việc là mình luôn phải là người tiên phong. Thì đó là cái phản ứng thường thấy khi mà chúng ta chưa có thật sự tiếp nhận những cái năng lực, gọi là năng lực tâm linh đi ha, của bản thân mình. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì bạn càng ghét nó, bạn càng phản ứng, bạn càng đẩy nó ra xa thì nó lại xuất hiện với tần số ngày càng dày đặc thêm, và nó cộng thêm cái nỗi sợ của bạn thì nó lại càng trở nên kinh khủng hơn. Cho nên mình hy vọng là những bạn chọn tụ bài số 1 á, khi mà các bạn biết là những cái giấc mơ hay là những cái thông tin rất là hỗn loạn được download từ đâu đó xuống đầu các bạn, khiến cho các bạn kiểu như là rất là khó sống trong thực tại và lúc nào cũng có vẻ như là người trên mây á, thì các bạn hiểu rằng đó là một cách để mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh mà vũ trụ liên hệ với các bạn, đó là một cái năng lực của các bạn, thì các bạn hãy đón nhận nó và học cách sử dụng nó vào cái mục đích sẽ cho phục vụ cho cái mục đích lớn nhất cho cái hành trình linh hồn của các bạn, là người Wanderer, là người khám phá, là một người theo như mình cảm nhận từ cái nhân vật này á, tại vì Club Adam mô tả nhân vật thì đây sẽ là người không có dừng chân quá lâu ở bất kỳ chỗ nào hết. Họ sẽ đến, họ sẽ khám phá, xong họ sẽ chuyển sang những cái nơi mới. Bạn làm việc trong cái lĩnh vực này, bạn khởi nghiệp ở lĩnh vực này, sau đó bạn bán công ty, bạn lấy tiền để khởi nghiệp trong cái lĩnh vực khác, kiểu là như vậy. Nhưng mà cái tuýp người này là người khá là trung thành, mặc dù là không có neo đậu một chỗ, nhưng mà một khi đã nhận định ai là bạn bè thì sẽ nó là bạn bè suốt đời, và cái khoảng cách thời gian không gian không quan trọng. Một khi mà Wanderer đã nhận định đây là người mình sẽ gắn bó thì
cho dù là khoảng cách bao xa, thời gian bao xa, họ cũng sẽ luôn gắn bó. Thì đây cũng là một đặc điểm của bạn, và cái đặc điểm này cũng phục vụ cho cái việc là khai phá và dẫn lãnh đạo. Các bạn ơi, bạn có cái lá seat of fire ở đây, là có năng lực lãnh đạo trong này. Một số bạn đang cảm thấy quá sức trước những cái dữ kiện mà mình có được ở đây, thì không còn cách nào khác là bạn phải học cách để mà sử dụng nó thôi. Bạn bạn phải học, bạn buộc phải học thôi. Cái dạng này là mình nghĩ là clairvoyance, đón nhận thông tin, đón nhận thông điệp. Bạn có thể đón nhận thông điệp bằng nhiều giác quan khác nhau, nhưng mà ở đây mình thấy rõ nhất, như hồi nãy mình nói á, là qua những giấc mơ và qua những cái tiếng nói, hay là những cái suy nghĩ bỗng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu bạn. Nói chung là hoạt động trong tâm trí khá là nhiều. Mặt trái của những người mà có cái dấu hiệu này á, đó là hồi nãy mình cũng có nói sâu rồi, đó là đôi khi họ có vẻ là không sống trong thực tại. Thì bạn cũng phải nên chú ý, bạn cần phải nhận thức được là những cái thông tin, những cái dữ kiện mà bạn có được qua giấc mơ hay là qua những cái tiếng nói trong đầu bạn đó, là để giúp bạn khám phá, giúp bạn trở thành người lãnh đạo, trở thành người dẫn dắt để mà khai phá cái vùng đất mới nào đó, chứ không phải để bạn xa rời thực tế. Tại vì mặt trái là một cái điểm yếu của The Dreamer ở đây, như cái tên nó đã gọi gọi người mơ mộng, người sống và những giấc mơ, thì cái điểm yếu đó là gì? Sống xa rời thực tại. Thì bạn phải khắc phục, bạn cần phải khắc phục cái điểm yếu này, tại vì để cho hai cái năng lượng lửa này, nếu bạn quay về với thực tại và cái năng lượng của Page of Earth nữa. Và cũng đừng có kiêu ngạo, đừng có kiêu ngạo. Có một cái điều cấm cấm kỵ đối với những người mà được liên hệ qua những cái ký hiệu hay dấu hiệu này á, đó là đừng trở nên kiêu ngạo. Vì một khi bạn trở nên kiêu ngạo, một khi bạn sử dụng những cái dữ kiện mà mình có được qua giấc mơ, qua suy nghĩ, qua tiếng nói bên trong, theo sai cách sử dụng nó để tư lợi cho bản thân mình á, thì bạn sẽ lạc lối. Thì lúc đó bạn sẽ là mặt trái của The Wanderer, một người lạc lối không biết đi về đâu và không tận dụng được cái năng lực này của bản thân mình. Bạn có thể là người rất là thu hút người khác nha, bởi cái sự nhiệt tình, bởi cái sự thú vị của bạn, thậm chí là qua cái việc là bạn biết trước nhiều thông tin, hay là cái cách bạn dự đoán tương lai thì nọ, thu hút rất là nhiều người đến với bạn. Nhưng mà với cái hình ảnh của Page of Earth ở đây, mình cảm thấy là đôi khi bạn cảm thấy rất là bơ vơ, cô đơn trên hành trình này, vì bạn không biết ai là người thật sự là bạn với của mình, ai là người bị thu hút chỉ đơn giản vì họ muốn lợi dụng cái năng lực của bạn. Thì đó cũng là một cái thử thách đối với những bạn chọn tụ bài số 1, những bạn có cái ký hiệu từ thiên thần hướng dẫn, từ được hướng dẫn tâm linh, là về việc là dự tiên đoán tương lai là cái mình thấy. Và hãy chú trọng hơn đến những giấc mơ của bạn. Có thể bạn cũng thường xuyên mơ thấy lửa, hoặc là mơ thấy những cái giấc mơ mà nó mang năng lượng của lửa. Mặc dù The Dreamer ở đây là hình ảnh một cái mùa đông, mà năng lượng lửa ở đây vẫn là nhiều hơn. Và một cái điểm đặc biệt ở đây nữa, đó là cái thời điểm mà bạn nhận được những cái dấu hiệu, những cái thông điệp này á, thì thường thì đó là những cái thời điểm mà bạn cần phải khám phá một cái gì đó mới. Hoặc là trước khi bạn bạn đối diện với một cái hành trình mới, thì bạn sẽ nhận được rất là nhiều thông điệp thông qua giấc mơ, thông qua cái tiếng nói bên trong mình. Ok, thì đó là những gì mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 1 ở đây ha, The Dreamer, những bạn nhận thông điệp thông qua giấc mơ. Mình đang cảm thấy là có một cái luồng ánh sáng, tức là bạn cũng hãy chú ý, tức là nếu mà bên ngoài những cái giấc mơ ra, thì những cái ký hiệu ở ngoài đời đời thật, bạn nhìn thấy được là ánh sáng, nguồn ánh sáng. Ví dụ như là bỗng nhiên bạn bạn đang ngồi đó, bạn thấy có đèn, có ánh, có cái nguồn sáng, ánh đèn hay là cái ánh gương, cái ánh gì đó nó lóe lên ở bên ngoài, thì đó cũng là một trong những cách mà thiên thần hướng dẫn của bạn đang ra ký hiệu cho bạn, là qua cái nguồn ánh sáng, những cái ngọn đèn, ngọn lửa, nguồn ánh sáng. Và khi mà bạn nhận được những ký hiệu đó, thì nó cũng mang cái thông điệp là hãy chú ý nhiều hơn đến những cái giấc mơ, hay là hãy chú ý nhiều hơn đến những cái thông điệp có, hay là những cái suy nghĩ có vẻ rời rạc mà bạn nhận được trong cái giai đoạn đó. Thì hãy sâu chuỗi những cái suy nghĩ, những cái giấc mơ đó lại, thì nó, hoặc là hãy đơn giản là hãy chú ý đến nó, thì đến một cái thời điểm nào đó trong tương lai gần, nó sẽ make sense. Bạn sẽ hiểu tại sao bạn thấy những điều đó, bạn nghe những điều đó.
Và hãy nhớ là sử dụng những cái thông điệp đó, những cái dữ kiện đó để mà khám phá, để mà trở thành người lãnh đạo, trở thành người hướng dẫn cho người khác. Ok, đó là toàn bộ những thông điệp mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 1 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye. Chào những bạn chọn tụ bài số 2. Đây là những lá bài sẽ cho mình biết về ký hiệu hay dấu hiệu mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn thường sử dụng để mà liên lạc với các bạn và ý nghĩa của những dấu hiệu đó là gì. Từ mình sẽ xem nha. Đầu tiên các bạn có Nine of Trees, chín xu, Two of Embers, hai gậy. Các bạn có The Moon. Các bạn có Page of Fire. Và cuối cùng các bạn có Healer. Và tụ 2 là tụ của Healer, người chữa lành. Thông điệp ký hiệu mà các bạn thường nhận được từ đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn là gì? Đó là trực giác, tại vì bạn có lá The Moon ở đây, về trực giác hoặc là năng lượng từ mặt trăng, năng lượng từ nước, năng lượng từ cự giải. Có thể những bạn chọn tụ bài số 2 các bạn có liên quan gì đến năng lượng của cự giải, có thể là trong tam đại cung của các bạn có năng lượng cự giải, hoặc là trong lá số các bạn ở thời điểm hiện tại, hoặc là trong lá số bình thường của các bạn là cái năng lượng cự giải, năng lượng của nước á, nó khá là chiếm vai trò chủ đạo. Bạn có mặt trăng ở đây. Như vậy thì các bạn là kiểu người có giác quan thứ 6, các bạn có trực giác rất là tốt. Và tụ bài số 1 á, tụ bài số 1 cũng là một kiểu trực giác, nhưng mà tụ bài số 1 kiểu là download những cái thông điệp đó thông qua giấc mơ, thông qua suy nghĩ. Còn bạn là bạn cảm nhận được những cái thông điệp đó. Ví dụ như là bạn thường thấy là bạn có khả năng nhìn người rất là chính xác, chỉ cần nhìn ai đó hay là nói chuyện, thậm chí là nhìn mặt ai đó thôi là bạn đã bắt đầu cảm nhận được về đối tượng đó. Và trực giác của bạn sẽ cực kỳ mạnh vào cái thời điểm mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của bạn muốn liên hệ với bạn, muốn liên lạc với bạn. Và mình nghĩ là nó sẽ liên quan mật thiết đến các chu kỳ trăng. Những bạn chọn tụ bài số 2, các bạn nên tìm hiểu thêm về ý nghĩa của các chu kỳ trăng. Và mình nghĩ là mặt trăng có một cái biểu tượng hay là một cái ý nghĩa, một cái là một cái ký hiệu, là một cái dấu hiệu lớn mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh hay dùng để mà liên lạc với các bạn. Nine of Trees, chín xu. Một điểm nữa mình thấy ở đây đó là một cái dấu hiệu khá là đặc biệt cho những bạn chọn tụ bài số 2, đó là vào cái thời điểm mà các bạn cảm thấy sung túc nhất, các bạn cảm thấy thỏa mãn nhất, các bạn cảm thấy thoải mái nhất, thì tại cái thời điểm đó bạn sẽ bắt đầu nghe hay là cảm thấy một cái tiếng gọi nào đó nói là bạn cần phải làm gì tiếp theo. Nói chung là bạn hiếm khi nào được tận hưởng hay là được ở lâu trong một cái hoàn cảnh thoải mái nào đó. Nó giống như là bạn vừa đạt được cái đỉnh cao này thì lập tức là bạn sẽ có cái sự thôi thúc trực giác, mà sự thôi thúc đến từ bên trong để mà rời bỏ cái nơi đó hay là tiếp tục cái gì đó khác, chứ không phải là cái kiểu là sẽ ở lâu trong cái sự thoải mái. Bạn sẽ rất thường xuyên được kêu gọi bước ra khỏi vòng tròn an toàn, vòng tròn thoải mái của bản thân mình. Vậy thì đây cũng là một điều lưu ý cho những bạn chọn tụ bài số 2. Tại vì sao? Tại vì các bạn cũng là những người rất là dễ bị sa vào trong cái vòng tròn thoải mái, cái vòng tròn an toàn của chính mình. Tại vì các bạn rất là dễ, với cái trực giác mạnh của các bạn á, các bạn rất là dễ lựa chọn cho mình những cái con đường an toàn hay là những cái tình huống thoải mái. Ví dụ như là bạn đang đứng trước một cái ngã ba đường và trực giác cho bạn biết là nếu mà bạn quẹo trái thì sẽ có rất nhiều khó khăn, và quẹo phải thì sẽ thoải mái hơn, và thường thì bạn sẽ chọn quẹo phải. Nhưng mà cái điều quan trọng là bạn có thể là bạn đi nửa đường bên phải, sau đó thì bạn sẽ có cái sự thôi thúc là quẹo lại bên trái. Cho nên là đừng để cái trực giác này khiến bạn ở mãi trong cái vòng tròn thoải mái. Tại vì bạn nhận ra được đâu là cái nơi thoải mái, nhưng mà đôi khi cái nơi thoải mái nó không hẳn là cái nơi mà bạn cần đến. Thì những bạn chọn tụ 2 các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Tại vì các bạn có năng lượng 2 gậy ở đây là năng lượng cái việc là một cái thử thách mới đang đến, cái hành trình mới đang đến, ngay khi mà bạn đang đắm mình trong cái sự thoải mái của cái lá chín xu này.
một cái ngôi nhà rất là thoải mái, nhưng mà bạn sẽ được mời gọi để mà rời khỏi cái ngôi nhà thoải mái đó đến một cái nơi khác. Thì cái điều này cũng rất là thường xuyên tạo ra cái sự xung đột trong nội tâm của bạn. Các bạn có pace of fire ở đây, cái sự xung đột trong nội tâm của các bạn, cái sự xung đột giữa cái việc là các bạn biết là cái nơi thoải mái, và các bạn biết là cái nơi mình phải đi là cái nơi là không được thoải mái lắm, thì các bạn có cái sự xung đột đó và các bạn phải tự đưa ra quyết định. Thì thật ra các bạn biết, tại vì những vị thứ hai trực giác mạnh mà các bạn biết mình cần đi đâu, mình nên đi đâu. Cho nên là những bạn tụ hai phải tập phân biệt giữa cái mình cần làm, cái mình nên làm với cái mình muốn làm. Đôi khi cái các bạn muốn làm nó không phải là cái mà trực giác của các bạn nói là các bạn cần làm. Thì các bạn cần phải phân biệt được hai cái đó ha. Một điều nữa nha, đó là các bạn khá là dễ xích mích hay là dễ có mâu thuẫn với những người xung quanh. Mình nghĩ nó có thể một phần nó xuất phát từ cái trực giác của các bạn. Trực giác các bạn có thể dễ dàng nhìn ra được cái mong muốn hay là cái mục đích, cái ý định của ai đó đằng sau những cái hành động của họ. Người ta rất rất khó mà nói dối hay là lừa gạt bạn được, vì bạn nhận ra điều đó. Và cái điều này nó khiến cho bạn cảm thấy hơi dè dặt. Thật ra không phải là xích mích, mà là bản thân bạn hơi dè dặt trong việc là tương tác với người khác. Nó không có nghĩa, nó không hẳn bạn là người hướng nội đâu. Khi mà mình nói bạn dè dặt thì bạn vẫn có thể là người hướng ngoại, nhưng mà bạn cảm thấy rất là khó tin tưởng người khác. Và một số bạn thì sẽ cực đoan hơn, theo kiểu là rất là ghét tiếp xúc với con người. Các bạn thường tìm đến thiên nhiên, cây cỏ, động vật nhiều hơn. Và động vật cũng là một trong những dấu hiệu nha mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh gửi đến cho các bạn. Tại vì ở đây có hình ảnh hai cái bộ xương ở đây. Các bạn đôi khi các bạn cũng sẽ các bạn thường hay bắt gặp những con vật bị thương cần chữa lành, hoặc là đối với con người cũng vậy. Các bạn thường xuyên phải tương tác với những người có những cái tổn thương nào đó bên trong và cần bạn chữa lành. Tại vì sao? Tại vì như mình nói ngay từ đầu, bạn là the healer, bạn có cái vai trò là người chữa lành. Và trong vai trò là người chữa lành thì bạn đã định là sẽ phải trải qua rất là nhiều thứ. Tại vì bạn phải có năng lực chữa lành những cái tổn thương cho bản thân mình trước, thì bạn mới có thể chữa lành cho chính bản thân bạn. Cho nên là bạn sẽ chữa lành cho bản thân mình từng chút một. Và bạn cũng phải trải nghiệm thật là nhiều những cái vấp váp, những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thì từ đó bạn mới biết là phải chữa lành như thế nào. Và cái khả năng trực giác của các bạn đó là cũng để phục vụ cho mục đích trở thành người chữa lành ở đây. Bạn không thích tiếp xúc với người khác, nhưng mà người khác rất thích tiếp xúc với bạn, với lá trưa của em. Với cái hình ảnh những cái con người nhảy múa ở đây thì mình thấy là người khác rất là muốn tiếp xúc với bạn. Tại vì cái năng lượng mà bạn mang lại cho họ là cái năng lượng của sự chữa lành, cái năng lượng rất là dễ chịu và người ta rất là thích. Đặc biệt là những người có nhiều tổn thương, thậm chí là những người hơi độc hại. Thì đó là cái năng lượng của Pace of Fire ở đây. Đây cũng là một cái lời cảnh báo cho những bạn chọn tụ bài số 2. Đôi khi các bạn sẽ nhận được những cái dấu hiệu, những cái cảm giác hơi lợn cợn bên trong mình đó. Thì đó có thể là cái lời cảnh báo từ thiên thần hướng dẫn cho bạn biết là bạn cần phải quay về với bản thân mình. Mình nghĩ là những bạn chọn tụ hai á, các bạn nên dành ra một ngày nào đó liên quan đến kỳ trăng. Ví dụ như có những bạn sẽ thích chọn ngày trăng non, có những bạn sẽ thích chọn ngày trăng rằm hay là như thế nào đó, tùy ha, nhật thực gì đó, nguyệt thực gì đó. Thì các bạn có thể chọn một trong những cái ngày đó để là ngày tự chữa lành cho bản thân, hoặc là chọn cái khoảng thời gian nào đó để mà tự chữa lành cho bản thân, để mà hồi phục năng lượng của bản thân. Tại vì sao? Tại vì một số bạn chọn tụ bài số 2 cũng có cái xu hướng là lo chuyện bao đồng hay là lo chuyện của người khác, lo chữa lành cho người khác quá nhiều mà bỏ quên năng lượng của bản thân. Và từ đó các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng là kiệt sức. Thật ra đây là cái lý do mà dạo này mình không nhận đọc bài riêng nữa, tại vì mình đang muốn bảo toàn cái năng lượng cho bản thân mình trong cái khoảng thời gian mà có rất là nhiều biến động, cái khoảng thời gian mà thật ra là cũng là có rất là nhiều drama nữa. Những bạn nào mà theo dõi tin tức mình thấy là sẽ có rất là nhiều drama, cả trong giới nghệ sĩ, cả trong đời thường, rồi rất là nhiều chuyện có thể
thể tác động đến cảm xúc của những bạn nào mà nhạy cảm. Nhạy cảm là một keyword cho những bạn chọn từ bài số 2, cho nên các bạn phải học cách để mà giữ năng lượng của bản thân mình, tại vì năng lượng các bạn phải còn thì các bạn mới có thể chữa lành được cho người khác. Thì đây là một thông điệp mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn muốn gửi đến cho các bạn thông qua những cái dấu hiệu đó mà bạn có thể gặp phải ở đây. Two of Amber, Knight of Tree. Các bạn sẽ phục hồi năng lượng rất là nhanh thông qua cây cối hoặc là tiếp xúc với cây cối và động vật. Đó là cách các bạn phục hồi năng lượng, và đó cũng là một trong những cách mà những cái dấu hiệu đến với các bạn. Nói chung là những dấu hiệu mà những bạn chọn tụ bài số 2 nhận được đó, thứ nhất là thông qua trực giác, đúng không? Là cái dấu hiệu ở bên trong, còn cái dấu hiệu mà nó thể hiện ra bên ngoài, dấu hiệu ở cái thế giới vật chất bình thường này là đến từ thiên nhiên. Những cái hiện tượng thiên nhiên như là các kỳ trăng nè, hoặc là đến từ những cái môi trường hoàn cảnh thiên nhiên là rừng cây cối, động vật. Các bạn có thể thường xuyên thấy một cái cây đó, các bạn chỉ đi lướt qua cái đoạn đường đó và tự nhiên các bạn để ý một cái cây nào đó ở đó, thì có thể là các bạn có thể là đến gần cái cây đó, chạm vào cái cây đó và sử dụng trực giác của mình xem là cái thông điệp đến từ cái dấu hiệu cái cây đó là cái gì. Thì đó cũng là một cách. Những bạn này mà nếu mà trồng cây có thể cũng khá là mát tay. Hoặc là các bạn vô tình thấy một cái con vật nào đó xuất hiện trên đường các bạn đi làm, trên đường các bạn đi học, hoặc là chim chóc hay bay vào cửa sổ nhà các bạn, thì đó là những cái dấu hiệu mà các bạn có thể lưu ý. Đó là những lúc mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh đang muốn truyền đạt cái thông điệp nào đó cho các bạn. Thì cái cách đó là các bạn hãy nhìn nhận cái dấu hiệu đó và lắng nghe trực giác của mình xem là nó đang nói cái gì. Và thật ra mình thấy là những cái dấu hiệu mà liên quan đến động vật á, thì nó sẽ mang cái ý nghĩa là bạn cần dành thời gian cho bản thân bạn nhiều hơn, theo cái mình thấy ở đây. Còn những dấu hiệu mà liên quan đến cây cối thì có thể nó là đã đến lúc bạn cần phải bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn này rồi, dấu hiệu thức tỉnh. Và những dấu hiệu này thì phục vụ cho cái năng lực là healer của các bạn, người chữa lành. Two of Embers. Các bạn chọn tụ hai, các bạn cần phải nhớ là không được xa lầy trong cái vòng tròn thoải mái đó. Vì nếu mà các bạn làm như vậy đó, thì các bạn sẽ dần mất đi cái trực giác của mình. Không phải mất đi, mà các bạn không có kịp thời nhận ra cái trực giác cũng nhận ra những cái thông điệp đến từ trực giác của các bạn nữa. Ok, thì đó là những thông điệp mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 2 ha. Mình hy vọng là những thông điệp này sẽ có ích cho các bạn. Hãy chú ý nhiều hơn đến trực giác và những cái cảm nhận của bản thân mình ha, và học cách sử dụng nó vào cái mục đích là trở thành một người chữa lành. Người chữa lành ở đây có thể là chữa lành về mặt tâm linh nha. Ví dụ như là tarot reader đôi khi cũng là một healer, chữa lành về mặt tâm linh, chữa lành thông qua những cái liệu pháp tâm lý chẳng hạn. Hoặc là một người chữa lành về mặt thể chất, bác sĩ, y tá, điều dưỡng. Kiểu như vậy thì có rất là nhiều cái kiểu chữa lành khác nhau. Và đôi khi các bạn không cần làm gì to tát, các bạn chỉ cần lắng nghe. Và như đó là đủ, các bạn là một người rất là biết cách lắng nghe, cách an ủi người khác chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những cái năng lực của healer. Cho nên nó không phải cái gì đó, cái đó không phải là cái gì đó quá to tát, nên đừng sợ khi mà nghe về cái chữ healer này. Ok, đó là toàn bộ những thông điệp mình có được cho các bạn chọn tụ bài số 2 nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 3. Đây là viên đá của các bạn. Thì mình sẽ xem những lá bài Tarot và Oracle để xem là thông điệp, dấu hiệu mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh thường sử dụng để liên lạc với các bạn, để truyền tải thông điệp cho các bạn là gì và tại sao. Ý nghĩa của những dấu hiệu đó là gì? Các bạn có 3 of Trees, 3 xu, 7 of Birds, 7 kiếm, đúng không? 4 of Oceans, 4 ly, The Ascended và Siren. Điều đầu tiên mình thấy được ở đây đến từ lá The Ascended, các bạn nhận thông điệp từ những người đã khuất, từ một ai đó, từ một người thân nào đó trong gia đình của các bạn.
Tổ tiên ông bà gì đó, anh chị em ai đó mà đã qua đời, và mình cảm giác là người này qua đời khi các bạn còn khá là nhỏ, tức là qua đời đã rất là lâu rồi, và có thể là bạn bạn không có tiếp xúc hay là tương tác nhiều với những người đã khuất này, nhưng mà họ họ chính là đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn. Và với cái sự đa dạng của các yếu tố ở đây thì mình cảm thấy là những người này á, những linh hồn này sử dụng rất là nhiều biện pháp khác nhau, phương thức khác nhau để mà kết nối với các bạn. Cái ký hiệu mà các bạn nhận được đó, nó là những cái dấu hiệu chứ. Các bạn nhìn là những cái dấu hiệu nó rất là đa dạng, và nó thường đến dưới dạng là những cái hình dáng, những cái hình thể, vật thể, hình dạng nào nào đó. Chung là các bạn sẽ nhìn thấy một cái gì đó, thì nó khác với hai tụ bài trước. Hai tụ bài trước nó vẫn nghiêng về gọi là trực giác, cảm nhận, suy nghĩ, còn các bạn chọn tụ số 3 này là nó về nhìn nhìn thấy. Ví dụ như là các bạn nhìn ra ngoài trời, các bạn thấy một cái đám mây có hình dáng gì đó làm các bạn liên tưởng đến một cái thông điệp gì đó, hoặc là các bạn nhìn thấy một bầy chim bay theo một cái hình dạng chữ V hay là chữ W chữ gì đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình dạng gì đó, hoặc là các bạn nhìn thấy những cái bóng cây nó soi xuống mặt hồ tạo thành những cái hình ảnh nào nào đó. Thì đó là cái cách mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn sử dụng để mà liên lạc với các bạn thông qua những cái hình dạng mà bạn nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên là hãy lưu ý nhiều hơn ha, lưu ý nhiều hơn và học cách quan sát nhiều hơn. Tại vì các bạn không còn cách nào khác mà cái việc là học quan sát. Và thật ra mình nghĩ là các bạn cũng là những người biết cách quan sát và chú ý rất là nhiều đến những cái yếu tố xung quanh. Các bạn cũng có thể là cái tuýp người mà học qua hình ảnh hay là ghi nhớ bằng hình ảnh, có cái năng lực đón nhận thông tin từ hình ảnh. Mình là một trong những người như vậy. Ví dụ như là mình sẽ sử dụng bài tarot theo cái kiểu là mình nhìn hình hình ảnh và mình đón nhận thông điệp, thì các bạn cũng là một kiểu như vậy, tức là nhìn hình ảnh và đón nhận thông điệp thông qua hình vẽ, đó nha, hình vẽ, hình ảnh, cảnh tượng, cái hình dáng, nói chung là thông qua mắt, nhìn, và cả thông qua màu sắc. Nói chung là thế giới trong con mắt của các bạn rất là đa dạng, rất là đa dạng. Thì đó là cách, đó là những cái dấu hiệu mà các bạn cần phải lưu ý ở đây, và những dấu hiệu đó được gửi từ tổ tiên của các bạn hay là ai đó đã khuất, một ai đến ai đó đã khuất. Các bạn có cả một cái đội ngũ tâm linh. Những bạn này có thể là nên đọc những cái, nên xem cái trải bài mà gọi là thông điệp đến từ bên kia thế giới, hoặc thông điệp đến từ những người đã khuất. Mình nghĩ là sẽ có thông điệp dành cho các bạn. Vậy thì ý nghĩa của những ký hiệu, dấu hiệu mà các bạn nhận được là gì? Phần lớn nó là những lời cảnh báo. Những lời cảnh báo thì các bạn có lá The Siren ở đây. Siren là cái những nàng tiên cá. Những nàng tiên cá rất là quyến rũ, có vẻ ngoài rất là đẹp, có giọng hát rất là hay. Và nếu mà bạn sa đà vào cái sự quyến rũ này thì bạn sẽ giống như là những người thủy thủ bị đắm tàu, chẳng còn màng gì tới cái hành trình của mình nữa. Thì khi mà bạn nhận được những cái dấu hiệu này, đó là cái lời cảnh cảnh tỉnh cho bạn là bạn cần phải tỉnh táo lại, bạn cần phải nhận thức rõ cái hành trình mà bạn đang đi, cái con đường mà bạn đang đi là gì. Mặt khác, đây cũng là đôi khi nó cũng là những cái dấu hiệu cho thấy là bạn đang đi đúng đường. Đúng đường có nghĩa là mặc dù có nghịch cảnh nhưng mà bạn vẫn đang đi đúng đường. Thì đó là cái ý nghĩa mà bạn, cái ý nghĩa thường được gán với những cái dấu hiệu mà bạn thấy, đó là bạn đang trong cái hoàn cảnh khó khăn nào đó. Seven of Swords và Three of Trees ở đây, nhưng mà hãy tiếp tục tiến lên, bạn đang đi đúng đường, hoặc là bạn đang trong cái khó khăn đó, hãy tỉnh táo lên để mà chọn đúng con đường cho mình. Thì đó đó là hai cái hướng thông điệp như vậy. Hoặc là bạn đang sa đà vào một cái thú vui nào đó không được lành mạnh, và bạn cần dẫn 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 là cảnh cảnh tỉnh, bạn cần phải tỉnh táo lại. Những bạn chọn tụ bài số 3, mình nghĩ là bạn là cái kiểu người là biết rất rõ những cái thế mạnh của mình, biết ưu thế của mình là gì và biết làm thế nào để tận dụng ưu thế đó. Bạn cũng là người khá là tham vọng, bạn biết mình muốn gì và bạn biết trong tay mình đang có gì, bạn biết mình cần làm thế nào để sử dụng những cái mình đang có để có thể có được những cái mình muốn, để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Siren
tham vọng mà cũng rất là quyến rũ, hiểu bản thân mình. Thì đây vừa là ưu thế của bạn, chắc chắn đây là ưu thế của bạn, hiểu rất rõ bản thân và những cái nguồn tài nguyên mà bản thân mình có được, những cái nguồn lực mà bản thân mình có được. Nhưng mà mặt khác cũng hãy sử dụng những cái nguồn lực đó vào đúng chỗ, vào đúng chỗ. Một thông điệp mình nhận được ở đây nữa, có thể bạn, cái lý do mà bạn nhận được rất nhiều thông điệp đến từ những người đã khuất, đến từ những người đã khuất trong gia đình, trong dòng tộc của các bạn, đó là vì, có thể là vì bạn là người được định để gánh vác cái kỳ vọng của gia tộc. Thì điều này có thể thể hiện trong cái thế hệ hiện tại của các bạn, ví dụ như là bạn là con cả, hay là bạn là con một trong nhà, và bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào bạn, kỳ vọng vào việc là bạn gánh vác gia nghiệp ha, hoặc là làm những cái điều mà trong gia đình bạn, trong gia tộc bạn rất muốn làm, nhưng mà chưa làm được. Thì bạn là người có năng lực để mà gánh vác cái này, bạn là người có cái năng, có cái khả năng là đáp ứng những cái nguyện vọng đã có từ rất lâu trong gia đình của bạn. Mà ví dụ như là trong gia đình của bạn luôn mong muốn là có ai đó đi theo ngành y chẳng hạn, thì bạn là người có đủ cái năng lực đó. Hoặc là trong gia đình của bạn có một cái công ty gia đình nào đó mà đã rất là lâu đời, và bạn là người được kỳ vọng là gánh vác cái công ty này, và bạn đủ năng lực làm điều đó. Cho nên là bất kể cái nguyện vọng hay là cái kỳ vọng từ rất là lâu đâu đời, đem cái nguyện vọng rất là lâu đời của gia đình bạn, rồi cái truyền thống nữa, có thể là truyền thống hoặc là cái nguyện vọng, cái kỳ vọng nào đó rất là lâu đời từ gia đình bạn, và bạn là người có thể gánh vác hay là được kỳ vọng là gánh vác cái truyền thống, cái kỳ vọng, cái hy vọng, cái ước mơ đó của gia tộc. Cho nên đó là cái lý do mà bạn nhận được rất nhiều thông điệp, hay là đó là cái lý do mà ông bà tổ tiên của các bạn tìm mọi cách để mà động viên, để mà liên hệ, để mà hỗ trợ bạn trên cái hành trình hoàn tất cái sứ mệnh của gia tộc này. Bạn cũng, mặt khác bạn cũng có thể là người duy nhất từ trước đến nay, hay là rất lâu rồi mới xuất hiện một người như bạn, có khả năng hay là khơi lại một cái khả năng nào đó, một cái năng lực nào đó đã mất của gia tộc mình. Ví dụ như là tổ tiên của các bạn có người là phù thủy chẳng hạn, ví dụ, hay một người phù thủy là người có khả năng tiên tri, có năng lực tiên tri gì đó, và bây giờ bạn là người rất lâu rồi không còn ai có thể thừa hưởng cái khả năng đó nữa, thì bây giờ xuất hiện bạn, và bạn là cái người có thừa hưởng khả năng đó. Cho nên là bạn lại tiếp tục nhận được rất là nhiều thông điệp ở đây, thì tùy vào cái hành trình cá nhân mà bạn đang đang đi, nhưng mà mình thấy là bạn 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 được kỳ vọng rất là nhiều từ gia tộc của mình, gia tộc luôn chứ không hẳn là gia đình nữa, là cái mối, cái quy mô nó lớn hơn rất là nhiều. Nó thì đó là cái lý do mà bạn thường xuyên nhận được thông điệp đến từ những người đã khuất ở đây. Và những cái thông điệp đó sẽ xuất hiện suốt những cái chặng đường mà bạn đang đi, để giúp bạn không không đi lạc hướng, để giúp bạn có thêm động lực để mà tiếp tục gánh vác cái trách nhiệm này, cái ước mơ này. Như vậy thì những bạn tụ ba cần phải lưu ý điều gì? Vậy mình nhận được cái thông điệp ở đây là một số bạn tụ ba không thích cái hướng đi này của gia đình. Ví dụ là gia đình bạn rất là nhiều đời làm giáo viên, và tới phiên bạn thì bạn lại không thích làm giáo viên, mà bạn lại được kỳ vọng là tiếp nối cái truyền thống của gia đình, và bạn hoàn toàn không muốn điều này. Thì nếu mà bạn rơi vào trường hợp đó, có một cái thông điệp ở đây, đó là bạn hoàn toàn có thể bứt phá ra khỏi cái điều này, tại vì lựa chọn là ở bạn mà. Bạn là người gánh vác kỳ vọng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn buộc phải thực hiện kỳ vọng đó, tại vì bạn là người rất là hiểu bản thân mình muốn gì. Thì trên hết hãy sử dụng những cái năng lực mà bạn có để làm cái việc mà bạn bạn muốn làm, đi cái con đường mà bạn thật sự muốn đi. Và thật ra mình nghĩ thì bạn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ hướng dẫn tâm linh thôi. Đó là cái điều quan trọng đối với những bạn chọn tụ bài số 3, là các bạn cần phải xác định là mình muốn gì. Tại vì cái con đường mà các bạn sẽ đi ấy, mình thấy là có rất là nhiều khó khăn, khó khăn hơn đa số những người khác ngoài kia. Bất kể là bạn lựa chọn gánh vác cái nguyện vọng, cái truyền thống, hay là cái kỳ vọng, cái ước mơ của gia tộc, hay là chọn đi ngược lại, thì bất kể bạn chọn cái hướng đi nào, thì cái hành trình của bạn sẽ có rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà bạn đừng lo, bạn có những người thân trong gia đình của bạn, trong dòng họ, trong gia tộc của bạn hỗ trợ bạn trên cái chặng đường này. Họ hỗ trợ bạn vô điều kiện, bất kể bạn chọn cái gì. Điều kiện tiên quyết là bạn cần phải biết bạn muốn gì. Bạn cần phải biết bạn muốn gì.
Đó là cái điều quan trọng để mà bạn, cái điều kiện tiên quyết bạn có để mà bạn có thể tiếp tục nhận được cái sự hỗ trợ từ đội ngũ hướng dẫn tâm linh rất là đặc biệt này của tú bài số 3. Thì cái điều đầu tiên bạn cần làm là như vậy, hiểu biết mình muốn làm gì, xác định rõ con đường của mình. Và nếu mà bạn không xác định được thì hãy quay về với đội ngũ hướng dẫn tâm linh này. Tức là hãy hỏi xin thông điệp, hỏi xin tự hướng dẫn từ ông bà, từ ai đó đã khuất trong gia đình, ai đó mà bạn có cái cảm giác là có sự kết nối nhất. Và sau đó thì hãy chú ý nhiều hơn đến những gì mà bạn quan sát được ha, đến những cái hình dáng như mình nói qua, thông qua thị giác, thông qua những gì mà bạn nhìn thấy. Ok, thì đó là những gì mình thấy được cho những bạn chọn tụ bài số 3 ha. Tụ khá là đặc biệt, đặc biệt được sự ủng hộ của đội ngũ hướng dẫn tâm linh cũng rất là đặc biệt ở đây. Nhưng mà tụ 3 cũng là một tụ. Tụ 3, cái năng lực của các bạn á, theo cái kiểu là nó rất dễ đưa các bạn đến thành công, nhưng mà cũng rất dễ đưa các bạn sa lầy vào những cái cám dỗ nào đó ở đây. Nên là đúng, tụ 3 cần phải xác định rõ là xem là các bạn muốn gì. Thì việc có như vậy thì các bạn giống như là các bạn có cái la bàn, có cái kim chỉ nam để mà không đi lạc đường. Như mình nói, cái hành trình của các bạn sẽ có rất là nhiều ngã rẽ, khá là, có rất là nhiều thử thách ở đây, nhưng mà các bạn đủ sức vượt qua được. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye. Xin chào những bạn chọn tụ bài số 4, tụ cuối cùng của trải bài ngày hôm nay. Đây là những lá bài sẽ cho mình biết về những cái dấu hiệu mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn thường sử dụng để mà liên lạc với các bạn, cũng như là tại sao các bạn nhận được dấu hiệu đó và ý nghĩa của nó là gì. Đầu tiên các bạn có The Weaver, người dệt lụa, mình hay gọi như vậy. The Maze, The Impress. Lá thì rất là đẹp đúng không? Ten of Earth, mười xu. Và cuối cùng các bạn có Jester, chú hề. The Weaver, The Maze, The Impress, Ten of Earth. Những bạn chọn tụ bài số 4, các bạn thường nhận được rất là nhiều, hay là thường nhận ra, quan sát được rất là nhiều thông tin nho nhỏ, rất là nhiều mảnh ghép khác nhau. Và cái điều đầu tiên mình thấy được trong tụ bài này là có một cái năng lực đặc biệt. Các bạn có một cái năng lực đặc biệt là năng lực kể chuyện, năng lực thu thập những cái tình tiết rời rạc và xếp nó thành một cái câu chuyện rất là logic, rất là rõ ràng, rất là thú vị. Và cái cách các bạn kể câu chuyện đó cũng rất là thú vị và thu hút được rất nhiều người nghe. Năng lực kể chuyện, storyteller, đó là một trong storytelling, đó là một trong những cái năng lực đặc biệt của các bạn. Năng lực kể chuyện và cái câu chuyện của các bạn mang lại cho người khác cảm giác hấp dẫn, cảm giác thú vị, cảm giác vui vẻ nữa. Và nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa. Nên là hãy lưu ý về cái năng lực này của bản thân mình ha. Thì vậy thì thông điệp mà các bạn nhận được cũng có thể là liên quan đến những cái câu chuyện. Ví dụ như là các bạn, tự nhiên các bạn sẽ để ý đến một cái câu chuyện nào đó các bạn thấy, đọc được trên báo, hay là một cái tình tiết nào đó khi mà các bạn xem phim, hay là một cái câu chuyện, một cái drama nào đó đang diễn ra trong đời sống thực tế. Chung là các bạn giống như là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng và thu thập được rất là nhiều câu chuyện khác nhau, rất là nhiều cái mảnh ghép khác nhau, và các bạn có thể dệt nó thành những cái tác phẩm nha. Năng lực viết lách nữa, năng lực viết lách, tưởng tượng, trí tưởng tượng của các bạn tụ 4 này cũng đặc biệt cao nha. Các bạn cũng có năng khiếu làm nhà văn nè, nhà văn, tác giả, viết sách, viết báo, kể chuyện, nói chung là những gì mà liên quan đến cái việc là thu thập rất là nhiều tình tiết khác nhau và diễn tả nó thành một cái câu chuyện thú vị. Biên kịch, đạo diễn phim truyền hình cũng là một trong những dạng này. Thì các bạn tụ 4 hãy chú ý hơn đến cái năng lực kể chuyện này của bản thân mình.
Dấu hiệu thì mình như hồi nãy mình nói ha, các bạn nhìn thấy rất là nhiều tình tiết, hay là bỗng nhiên cái khi được các bạn đang đọc cái quyển sách nào đó, thì đến một cái thời điểm nào đó bỗng dưng có một cái tình tiết nào đó có vẻ rất là bình thường nhưng mà nó lại thu hút sự chú ý của các bạn, thì đó đó cái là cái ý nghĩa, cái thông điệp từ cái tình tiết đó, nó có thể là thông điệp mà các đội ngũ hướng dẫn tâm linh của các bạn muốn truyền đạt cho các bạn. Hoặc thậm chí là khi các bạn nghe một cái bài hát nào đó và tự nhiên các bạn chú ý đến cái câu chuyện được kể trong bài hát đó. Nói chung là câu chuyện, hoặc là một ngày đẹp trời các bạn đi làm và tự nhiên một cái người đồng nghiệp mà không được thân thiết lắm bỗng nhiên đến với các bạn và kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện nào đó, thì đó cũng là một cái ký hiệu, cái dấu hiệu mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh gửi đến cho các bạn. Thì hãy lắng nghe tất cả những cái câu chuyện hay là những cái mảnh ghép của câu chuyện, những cái tình tiết mà các bạn lắng nghe được, lắng nghe tất cả những điều đó và sâu chuỗi nó lại, thì đó sẽ là cái thông điệp mà đội ngũ hướng dẫn mình mang đến cho các bạn. Hội họa tranh vẽ cũng là một, tại vì trong trong những bức tranh nó cũng có một cái câu chuyện, mà bức tranh nào cũng có một cái câu chuyện ẩn chứa đằng sau nó, thì bất kể những cái gì mà có thể gợi lên cái câu chuyện thì tất cả cái đó đều có thể là cái dấu hiệu dành cho các bạn. Và tại sao các bạn lại nhận được thông điệp từ những câu chuyện có hình ảnh The Maze ở đây? Các bạn sẽ nhận được nhiều câu chuyện, các bạn sẽ nghe được nhiều câu chuyện hay là nghĩ ra nhiều câu chuyện, nhiều tình tiết nhất tại thời điểm mà các bạn đang lạc trong cái mê cung nào đó, tại thời điểm mà các bạn bối rối, không biết phải đi hướng nào, phải lựa chọn như thế nào. Thì lúc đó những cái câu chuyện, những cái tình tiết mà các bạn nghe được trong thời điểm đó, nó sẽ mang tính định hướng để mà dẫn các bạn thoát ra khỏi mê cung của chính bản thân mình, thoát ra khỏi những cái mê cung trong hành trình của mình. Và sau khi các bạn biết cách làm thành thạo điều này thì các bạn sẽ trở thành những người đưa người khác thoát ra khỏi mê cung của họ. Với cái lá The Jester ở đây, chú hề này là gì? Chú hề này là một người có năng lực biến những cái tình huống rất là nặng nề, rất là đau buồn, rất là khó khăn trở thành những tình huống rất là nhẹ nhàng, và sử dụng cái sự vui vẻ, sử dụng cái năng lực giúp người khác cảm thấy vui vẻ này qua cách kể chuyện, qua cách làm trò, qua cách diễn một cái gì gì đó, thì sử dụng cái năng lực này để mà đưa người ta thoát ra khỏi cái mê cung, thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Cái năng lực đặc biệt của bạn đi kèm với những cái dấu hiệu này là gì? Đó là cái năng lực mang lại niềm vui cho người khác thông qua những câu chuyện, thông qua cách bạn dẫn dắt người ta thoát ra khỏi cái đống rối nùi, cái mớ bồng bông của câu chuyện đời họ. Thì đó là cái năng lực của các bạn. Tìm Red Ten of Earth. Tìm Red Ten of Earth. Những bạn chọn tụ bài số 4. Các bạn cần lưu ý điều gì? Các bạn cần phải kiên nhẫn. Các bạn cần phải kiên nhẫn tại vì dấu hiệu các bạn đến thông qua những câu chuyện mà thì các bạn cần phải kiên nhẫn đón nhận câu chuyện đó. Tại vì ví dụ như là người ta đến, người ta muốn kể cho các bạn nghe cái câu chuyện nào đó mà bạn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe thì bạn sẽ không nghe được câu chuyện đó. Hoặc là bạn 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 quá vội vàng với cuộc sống hiện hiện tại, bạn quá vội vàng trong cái vòng xoay cuộc sống này mà không dành thời gian để đọc sách, để nghe nhạc, để tiếp nhận những câu chuyện thì sẽ rất là khó để mà có thể nắm bắt được những cái tình tiết, cái thông điệp mà đội ngũ hướng dẫn tâm linh mang đến cho các bạn. Cho nên là những bạn chọn tụ bài số 4, các bạn cần phải kiên nhẫn hơn và phải nhớ về cái chuyện là kiên nhẫn để mà đón nhận, để mà nhìn ra những câu chuyện trong cuộc sống xung quanh các bạn. Tại vì thông điệp nó sẽ đến thông qua những câu chuyện đó, và nếu bạn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, để nhìn nhận, để nghiền ngẫm, để đón nhận những câu chuyện đó thì nó cũng đồng nghĩa với việc là bạn cũng không đủ kiên nhẫn để đón nhận những cái thông điệp từ đội ngũ hướng dẫn tâm linh. Và ngược lại, ở mặt mặt khác, bạn cũng cần phải có đủ kiên nhẫn để trở thành một người kể chuyện. Không phải ai có năng lực kể chuyện cũng có đủ kiên nhẫn để trở thành người kể chuyện, để trở thành người mang lại niềm vui cho người khác thông qua những câu chuyện, mang lại cái sự chỉ dẫn cho người khác thông qua những câu chuyện. Điều này đòi hỏi cái sự kiên nhẫn rất là lớn. Và bản thân bạn nếu mà không khéo thì bản thân bạn cũng sẽ tự lạc trong cái mê cung của những câu chuyện đời mình. Những cái tình tiết mà bạn 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 có được, bạn thu thập được, bạn không biết cách sâu chuỗi nó lại thì bạn sẽ bị, nó giống như là những cái mảnh ghép á, bạn biết cách thì nó sẽ tạo thành một cái bức tranh toàn cảnh, bạn không biết cách thì nó sẽ là những cái mảnh ghép rời rạc và bạn đi lạc trong cái mê cung mảnh ghép đó. Cho nên là rèn luyện khả năng logic,
khả năng sâu chuỗi vấn đề, khả năng nghiền ngẫm. Đó cũng là một cái để mà các bạn chọn tủ bài số 4 cần phải lưu ý, tại vì nếu không các bạn sẽ dễ bị nhấn chìm trong cái mớ câu chuyện, hoặc là sống trong những câu chuyện thay vì sống trong đời thật. Các bạn hãy nhớ là cái năng lực hay là những cái dấu hiệu mà các bạn được nhận được thông qua câu chuyện đó, nó không phải được dùng để khiến các bạn lạc trong những câu chuyện đó, mà nó được dùng để hướng dẫn chính bản thân các bạn cũng như là hướng dẫn những người xung quanh các bạn thoát ra khỏi mê cung, thoát ra khỏi câu chuyện đó, đi từ khởi đầu đến kết thúc của câu chuyện, chứ không phải là loay hoay trong cái câu chuyện đó hoài. Cho nên là hãy biết cái lý do, biết cái lý do tại sao mình nhận được những cái thông điệp như vậy, cái dấu hiệu như vậy, và sử dụng nó cho đúng cách, sử dụng nó để thoát khỏi mê cung, chứ không phải sử dụng nó để rồi tạo ra một cái thế giới tưởng tượng, rồi sống một thế giới tưởng tượng đó rồi lại xa rời với thực tại. Và như vậy thì các bạn không khai thác được hết những cái năng lực mà các bạn đang có ở đây. Khả năng sáng tạo của các bạn rất là lớn, nãy mình nói rồi đúng không, và bạn thể hiện khả năng này thông qua cái hình thức như là vẽ tranh nè, sáng tác nhạc, sáng tác văn chương, tác phẩm điện ảnh, dệt vải, thêu thùa, những cái này là những cách mà các bạn có thể luyện thêm cái sự kiên nhẫn, cái khả năng sâu chuỗi sự việc của mình. Ten of Earth ở đây. À, có một cái ký hiệu khác mình vừa thấy được ở đây, đó là những cái gì mà nó theo dạng sợi á. Tức là có thể là bạn sẽ thấy một cái sợi dây, tức là những cái dấu hiệu mà đôi khi nó thu hút tầm nhìn của các bạn bên cạnh những câu chuyện, là các bạn sẽ thấy hình ảnh như là một cái sợi dây dài nào đó, một cái dải mây mà nó tạo thành hình ảnh một cái sợi dây rất là dài, hay là một cái sợi chỉ đỏ, chung những cái gì đó mà nó dạng hình sợi, là một cái cành cây ngoằn ngoèo nào đó, thậm chí là rắn nè, dây leo nè, thì đó là một trong những cái ký hiệu phụ. Có nghĩa là cái ký hiệu phụ mà các bạn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Bên cạnh những cái câu chuyện là kiểu mà lắng nghe là sâu chuỗi, thì bằng mắt thường nó còn có những cái sợi dây. Nhưng mà những cái sợi dây đó nó xuất hiện làm gì? Để nhắc cho bạn nhớ là bạn cần phải sâu chuỗi lại những cái mảnh ghép, những cái tình tiết mà bạn có, để giống như là một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả những cái tình tiết mà bạn nhận được. Nó sẽ có một cái thông điệp chung, nó sẽ có một cái điểm chung nào đó trong những cái tình tiết đó, và bạn sẽ dùng nó để mà sâu chuỗi mọi thứ lại. Thì những khi bạn bị thu hút bởi những cái sợi dây, thì hãy nhớ cái hình ảnh đó, sâu chuỗi mọi thứ lại thành một câu chuyện, thì bạn sẽ có thể thoát được cái mê cung, hoặc là sẽ có thể hướng dẫn người khác thoát ra khỏi mê cung của mình. Bạn cũng có khả năng làm diễn giả, thuyết phục người khác thông qua lời nói, thông qua cái cách diễn đạt, cách hành văn của mình nữa. Ok, thì đó là toàn bộ những thông điệp mình có được cho những bạn chọn tụ bài số 4 ha. Năng lực là kể chuyện, dấu hiệu là những câu chuyện, những tình tiết và những sợi dây để mà nhắc nhở bạn sâu chuỗi cái câu chuyện tình tiết đó lại. Và mục đích, mục tiêu, lý do đó là để thoát khỏi mê cung, giúp bản thân bạn thoát khỏi mê cung, giúp người khác thoát khỏi mê cung bằng những cách nhẹ nhàng nhất. Nhớ nha, Jester chú hề mà. Bằng những cách vui vẻ, nhẹ nhàng, thoải mái, mang lại tiếng cười cho người khác và giúp người ta thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn hiện tại nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha. Bye bye.